Đấy, xin chào tất cả anh em. Thì như anh em đã biết là thời gian trước tôi đã từng tung ra ngoài thị trường những đồn bịp bằng các loại đồ như là bát hình, bệ thảm, bệ chôn. Thế nhưng vào cái thời điểm của năm 2023 này thì tất cả những cái dụng cụ đánh sóc đĩa bịp đó đã cũ rồi và không còn sử dụng được nữa. Thì có rất là nhiều anh em thua tha có gọi điện đến cho công ty của tôi và tâm sự là đã thua tha mất nhà mất cửa rất là nhiều. Đấy, cũng tâm sự là vào trong sân, trong bãi, mặc dù là đã kiểm tra bát đĩa quân vị rất là cẩn thận rồi. Đấy, nhưng đến cuối cùng vẫn thua tha, vẫn mất đi tất cả những gì mà anh em đã có như là nhà cửa, xe cộ, đất đai. Thậm chí là có rất là nhiều anh em vay lãi, đấy, lâm vào cảnh nợ lần. Đấy, thì trong clip ngày hôm nay tôi sẽ giải mã cho anh em biết thế nào là bịp không cần đồ, bịp không cần luồn bất kỳ một đồ gì vào trong sân, trong sới anh em nhé. Đấy, thì khi mà đi chơi sóc đĩa, thường thường là sẽ có bát đĩa và quân vị. Đấy, thì tất cả những cái đồ như là bát này, đĩa và vị đều là xanh chín, đều là của chủ sân chủ sới. Thì khi mà đi chơi, anh em chỉ cần cầm duy nhất cho tôi đó là con máy B28. Thì cũng có rất là nhiều anh em mua phải những cái đồ trên mạng như là đánh ống cảm ứng, dùng nhiều, dùng các loại nhịp. Đấy, nhưng mà cái tỷ lệ chuẩn xác của nó không cao, dẫn đến là những anh em nào mà sử dụng cái đồ đó, anh em xuống tiền vào những cái tiếng bạc to. Đấy, đồ nó quật cho anh em thua tha. Đấy, thì đối với máy B28 này, đi chơi là anh em để máy trong người, không ai biết, dùng cực kỳ êm, giống như là dùng điện thoại thôi. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào và giới thiệu để cho anh em biết là cái nguyên lý hoạt động của bộ đồ này như thế nào anh em nhé. Thì con máy B28 này sẽ sử dụng ở đây là 9 mắt camera hồng ngoại để quét lên mặt của quân vị. Thì địa phương của anh em chơi bất kỳ loại quân vị nào cũng được, quân tre, quân đóm, quân thuốc, quân bài, quân chắn đều có thể sử dụng được cái bộ máy này. Đấy, thì khi đi chơi thì anh em chỉ cần biết cho tôi là tại địa điểm mà anh em chơi sóc đĩa thì người ta chơi bằng quân vị gì. Sau đó anh em sử dụng máy quét lên bề mặt của quân vị. Khi mà máy ghi nhớ được, máy sẽ báo rung để cho anh em biết là trong bát, trong đĩa đó là chẵn hay đó là lẻ. Đấy, thì bây giờ đi vào và test thử đồ thực tế, tôi sẽ bật đồng hồ dây lên để cho anh em kiểm chứng đây là một video thực tế, không giản dựng và không cắt ghép. Thì đây chính là máy anh em nhé. Đầu tiên là anh em sẽ bật nguồn của máy lên này. Đây tôi đã chuẩn bị sẵn là một bộ quân tre đóm. Đấy, thì ví dụ như là tại các sân chơi của anh em mà anh em chơi bằng quân tre đóm, đầu tiên anh em sẽ bật máy lên để cho máy quét vào bề mặt của quân vị này. Anh em lưu ý là quét chậm, quét từ từ trong khoảng 3 đến 5 giây. Đấy, khi mà máy nó nhận diện xong và nó ghi nhớ được mặt của quân vị, máy sẽ báo tín hiệu này. Sau khi máy báo tít một tiếng thì đã nhận diện xong. Và khi mà nhà cái sóc cái, bất kỳ ai sóc cái cũng được nha, anh em không cần phải làm cái. Nếu có chẵn thì máy báo rung 2, và nếu có lẻ, máy đo không được đều vị, máy sẽ báo rung 1 anh em ạ. Đấy, thì trước khi vào sóc ấy, tôi sẽ thử cho anh em về quân vị và bát đĩa. Thì đầu tiên đó là đây là một cục nam châm này. Đấy, đây là một cục nam châm này, tôi sẽ thử vị bằng vị này. Đấy, nếu như đây nó là vị đồ thì nó sẽ dính nam châm. Đấy, nhưng em thể thấy là đấy, vị dơ như bình thường, tức đây là vị xanh chín anh em nhá. Tiếp theo là về phần bát đĩa. Đấy, tôi thử luôn cả bát đĩa này. Đấy, thử nam châm bằng bát đĩa này, rất xanh chín. Đấy, tiếp theo sang thử đĩa này. Đấy, nam châm chạy như bình thường, đĩa không hề là có đồ bên trong anh em nhá, đĩa xanh chín này. Và đặc biệt là xem hết video, tôi sẽ đập luôn bộ bát đĩa này ra để cho anh em kiểm chứng đây là một video cực kỳ xanh chín anh em nhá. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ để cái máy này lên cái bát để cho anh em cùng nghe nhịp rung của nó. Anh em lưu ý lại một lần nữa nhá, có chắn thì anh em đánh, nếu như máy báo rung 2 anh em đánh chắn, và nếu như máy báo rung 1 anh em đánh lẻ. Đấy, lưu ý một điều là như thế anh em nhé, không cần biết ba đen hay ba trắng, có rung 1 anh em đánh lẻ, rung 2 anh em đánh chắn, không cần quan trọng sóc đôi hay thứ tử anh em nhé. Tôi sẽ để máy lên cái bát này này, và bây giờ tôi sẽ đi vào và sóc xanh chín này để ngày trắng đêm đen tôi sóc cho nó thực tế anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý này, đồng hồ dây vẫn chạy nhá, đây là một video thực tế luôn. Đấy, tôi đi vào sóc cái này. Đấy, cái sóc cân tay ngay bát hay là sóc dồn vị đều được anh em nhé. Đặt xuống này, máy trả kết quả rung 2, trong bát chắc chắn là chẵn rồi. Mở ra cho anh em xem nhá, mở luôn này, sấp đôi anh em nhá, không cần quan trọng tứ tử hay là sấp đôi, mở ra có chẵn là anh em có tiền. Tôi sóc tiếp cho anh em xem này, máy trả kết quả rung 1, không biết ba đen hay ba trắng, mở ra chắc chắn nó là lẻ này, lẻ thừa 1 tỷ này, đắt vào là chết anh em nhá, mở luôn này. Đấy, ba trắng này. Đấy, máy báo cực kỳ chuẩn chỉ cho anh em. Đấy, sóc cực kỳ cân tay ngay bát. Sóc tiếp này,
máy vẫn trả kết quả rung một này, bạc bẹt này, có lẻ này anh em nhá, mở ra nó là lẻ này, mở luôn này. Đấy, ba trắng này. Máy báo cực kỳ chuẩn chỉ cho anh em. Anh em xuống tiền thì anh em tự tin mở bát này. Sóc tiếp cho anh em xem. Đấy, máy tiếp tục trả kết quả rung một rồi anh em nhá. Đấy, bạc bẹt rồi. Ai yêu thích tiếng chặn thì có vỡ mặt rồi anh em nhá. Đấy, mở ra nó là ba trắng lên ba đen này. Máy trả kết quả cực kỳ chuẩn chỉ. Sóc tiếp anh em xem này. Máy trả kết quả rung 2 này, bạc đi rồi anh em nhá. Bạc có chẵn rồi. Không cần biết sấp đôi thứ tử mở luôn này. Mở luôn này. Chẵn này. Đấy, sấp đôi này. Máy trả kết quả rất chuẩn. Máy đã báo thì không bao giờ sai được đâu anh em nhá. Ok. Đấy, máy này trả kết quả rung 1 này, có lẻ này, mở này. Đấy, lẻ đánh 500 triệu này. Ok, lên 3 đen anh em nhá. Đấy, bạc đi cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Có chẵn có lẻ, sóc cực kỳ cân tay ngay bát. Máy trả kết quả rung 2 anh em nhá. Mở ra này, sấp đuôi từ không cần biết này, đánh 1 tỷ vào chẵn này, mở luôn này. Sấp đuôi anh em nhá. Đấy, như anh em đã nghe rõ được cái nhịp rung, máy báo chuẩn như thế nào. Bây giờ tôi sẽ cầm cái máy lên tay để cho anh em biết là nếu như anh em đúc cái máy này ở trong người thì đảm bảo với anh em đối phương không bao giờ biết anh em nhé. Tôi sẽ để cái máy này trên tay này và sóc thử đọc kết quả cho anh em xem. Máy báo rung 2 này, tôi mở ra chắc chắn trong bát trong đĩa đó là chẵn này. Đấy, chẵn thừa 50 triệu này. Ok, tứ tử anh em nhé. Không cần biết sấp đôi, tứ tử anh em có đánh tất vào chẵn thôi. Sóc tiếp này. Máy vẫn trả kết quả rung 2 anh em nhá. Máy trả kết quả rung 2 là đánh chẵn này. Chẵn này. Chẵn thừa 5 tỷ này. Mở luôn này. Sấp đôi anh em nhá. Tứ tử lên sấp đôi này. Đấy, bạc đi cực kỳ đẹp anh em ạ. Máy báo cực kỳ chuẩn chỉ. Sóc vài tiếng nữa cho anh em xem. Máy vẫn trả kết quả rung 2 anh em nhá. Đấy, ai đi chuyển bạc tiếng này vỡ mặt luôn anh em nhá. Mở luôn này. Sấp đôi này. Đấy, vẫn là chắn anh em nhá. Máy nó báo thì cực kỳ chuẩn luôn anh em ạ. Đó, đánh tiếng cuối cùng cho anh em xem nhá. Đấy, máy trả kết quả rung 1 này. Đấy, bạc chuyển cầu anh em nhá. Mở ra nó có lẻ này. Không cần biết ba đen hay ba trắng, mở ra nó là lẻ này. Mở luôn. Đấy. Ba đen này. Đấy, qua những tiếng bạc là anh em thấy là tôi thử cho anh em xem độ báo của chiếc máy này nó cực kỳ chuẩn chỉ anh em ạ. Anh em không cần phải làm cái, hoặc là anh em không cần phải là chủ sân chủ sới. Anh em đến bất kỳ một sới nào, anh em đứng ngoài anh em vẫn chơi được anh em nhá. Khoảng cách của nó rất là xa, tối đa là 3 mét anh em nhá. Đấy, anh em đứng trên anh em thả tiền, anh em vẫn là những người chiến thắng. Thì như anh em nào đang có nhu cầu muốn mua bộ đồ này để nhằm gỡ gạc tất cả những gì anh em đã mất, và đặc biệt là anh em có thể lấy bộ đồ này chơi Tết Xuân năm 2024, thì anh em liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Tôi có hai cơ sở ở miền Bắc và miền Nam, anh em có thể đến thử đồ thoải mái. Khi đến thử đồ, anh em có thể mang bát, mang đĩa và mang vị của anh em đến. Tôi sẽ sử dụng con máy B28 này đánh thử trực tiếp cho anh em xem mắt thấy tai nghe để cho anh em yên tâm. Đấy, và anh em sẽ thấy được bộ đồ này đẳng cấp như nào anh em nhá. Và như ở ban đầu video tôi đã nói, bây giờ tôi sẽ đập bộ bát đĩa này ra để kiểm chứng cho anh em về độ xanh chín anh em nhá. Đây, tôi đập luôn cái bộ bát đĩa này này. Đấy, bật đập ra cho anh em xem này. Đây, anh em có thể kiểm chứng này. Đấy, đĩa xanh chín nhá. Đấy, không sử dụng đĩa bịp anh em nhá. Đấy, đĩa xanh chín này. Đấy, tất cả các loại đĩa này, xanh chín này. Tiếp theo này, sang đến cái bát này này. Đập bát này. Đây. Bát hoàn toàn xanh chín anh em nhá. Bát xanh chín 100% này. Đấy, không sử dụng bất kỳ một cái mánh khóe gì. Ghép hay là dàn dựng video anh em nhá. Anh em có thể để ý này, đĩa ít bát này. Sạch trơn luôn này, không có gì anh em nhá. Đấy, đây là một bộ đồ cực kỳ mới đẳng cấp, để giúp cho anh em, những anh em nào thua tha thì anh em lấy đồ này về anh em bịp cả cáo, anh em bịp cả thợ cứng anh em nhé. Và cảm ơn anh em đã theo dõi clip.